Cố lên một tí nữa. Tôi đã cố hết sức rồi. Kéo tôi qua đó. Mạnh một tí nữa. Được chưa nào? Mau xuống đây giết con sư tử này đi. Không được, ở trên đây cao lắm. Hãy lấy cái túi bách bủ đưa cho tôi nào. Đã sớm muốn chạy à? Tôi muốn lấy lá bùa trong túi để khống chế con sư tử này. Để tôi lập tức đi lấy cho thầy nha. Đại sư Goku, đại sư chạy mau. Bùa của thầy linh thật đấy. Đại sư à, đợi tôi với. Mau lên nào. Đầu tôi bị thương rồi. Con tôi giác đến rồi kìa. Đại sư à, chắc con tờ giá không quay lại nữa đâu. Nó lại đến nữa rồi kìa. Mau leo lên cây. Đại sư à, con tờ giá này không rời khỏi chỗ này. Chúng ta phải tính sao đây chứ. Tôi biết mình phải làm gì. Thế đến làm gì? Đi ngủ. Ngủ như thế nào chứ? Thầy ngủ như vậy này. Nếu chẳng may con tờ giá tôi leo lên đây thì sao? Thầy ngủ yên được hay thật đi. Tôi không ngủ đâu, tôi canh chừng. Các cậu ta đang ngồi họp vào bàn tán và những lon nước giải khát và từ trên trời rơi xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông làm như vậy trời sẽ trừng phạt ông đấy. Thấy chưa, trời trừng phạt ông liền đấy. Sao nhiều khỉ như vậy chứ? Lũ khỉ đang hết gấp thức ăn của chúng ta rồi. Đại sư, đây không phải là những con khỉ mà chúng là khỉ đầu chó đấy. Cái gì? Khỉ đầu chó là tên của tiếng Anh đấy. Mặc kệ đó là cái gì nữa, chúng nó lấy hết đồ ăn của chúng ta rồi. Không được. Để sư ấy xem kìa, chúng không thể ăn được. Thì chúng ta bây giờ không còn cái mà ăn đi. Thầy yên tâm, ở trong đây còn một hộp này. À, đây rồi. Đại sư à, chúng chẳng ngu tí nào cả. Chúng nó khui được và đang ăn kia. Xuống đi nào. Cậu lên giết nó đi. Tôi không thể leo cây được. Lấy cây chọi nó. Đại sư à, như vậy sao mà ăn được nữa chứ? Nuốt luôn cả kiến đi. Không, phải tự nhiên cho kiến ăn đi. Còn lấy viên đá này ở đâu? Đưa cho tôi nào. Cậu muốn cái này à? Đây là kim cương.
Hai người trao đổi lễ vật. Lần đầu tiên Lực Tô được soi gương, cậu ta mừng lắm. Nhưng Lực Tô cảm thấy thiệt thòi quá lớn, là vì cái búa hột xoàn đó có giá trị hơn, nên cậu ta đuổi theo. Cậu làm gì đấy chứ? Đi về nhà đi. Đi đi. Mang cái này, mang cái gương này về nhà đi.